Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Chúng ta là chiến binh Rap Việt. Và xin hãy chào đón những nhân vật đặc biệt nổi trội, thưa quý vị, của Rap Việt mùa 2. 3, 2 can, I'm possible, SA Milo, Sidey và Mai âm nhạc. Pepsi không cờ lò, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lay's, snack khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon, view cùng Rap Việt. Going chocker right here.
level rap viện. Let's go. Ai còn được make a deal? Đêm nay là bốc cháy, chỉ có beat và feel đêm. Tập về chiến đấu, ngôn từ và lý nhậu. Âm vang đã biến tàu đại bét kỳ real sound. Đã thông bài MC Trấn của mình đi lâu. Lưu quyền biên quan của mình sâu. Nhiệt độ đêm nay là đủ nào. Rap viện đã phụng sáu bon top. Here we go. Năng lượng hoành ra phát xa đẹp lạc cả cùng với my boy Hoàng Anh và đồng mái trà. Khi là chạm chạm on style like rap star. Khiến không gian bay bổng sau bất thoát ra. Phải là kỳ tích và nhiệt biến mới. Tôi là phía trước ta cùng tiến tới. Không một đêm gì ngăn cản đường ta. Sao khó đường ta ta đi những tiếng nói. Whoa. Whoa. Hãy chơi chơi rap như luyện tiếng đen. Move, đi chỉ sát cả cao đầu hiên ngang. Wow, thay con là thứ ta chọn bị hốt. Cho những kiến năng không thể bị rong. Cô ta nắm lấy đội ngang with way. We are, đó là cái lẽ tự nhiên. Yeah, wow, we are. Bọn anh còn sạch sự riêng. Yeah, wow, we are. Vòng vàng đi trong áo. Lịch sử và vòng láo. Để tài khoản nhận thêm lên thông báo. Yeah, vì cái sống mà chẳng ai cho đi. Nên ta luôn lưu giữ những khoảnh khắc. Và ta biến năng lượng thành tư duy. Nhân tài đang lấp đầy một mảnh đất. Đám đông đang xếp hàng tập tập. Khi anh xuất hiện là phải đắt. Đừng nguyện chứ chẳng nấp. Yeah, thua sao cho đẳng cấp. Làm nhạc hoàn toàn có nghĩa tay cầm mãi. Âm nhạc không phải để giải trí. Và bạn hoàn loạn của cuộc để át nhạt. Với tài năng ta chẳng thể hoang phí. Không giàu nhất khu nhà nghèo nhưng họ biết bản hợp đồng mày đăng ký. Khi tôi ly kỳ hàng tuần tân vào cuối năm. Bỏ anh bước lên máy bay xuống sang Ý. Không, do sự hay là nhàn bắt tự. Biết được rõ phạm vi con đường này đi ngay vàng đang ngưng. Chị không mang ghế dự. Bị logic khoa học phong cách thân thiết lâu anh nó tự dị. Nè nếu sống cho bản thân mình là xấu. Tao khuyên mấy cái sai. Đạt được thêm nhiều thành tích cất cánh bay lên như Kelly. Chợ tận hưởng những phút giây huy hoàng. Hay chiến thắng như vừa mới ghi bàn. Một đêm còn quá như phần. Ngày mai thức giấc lên xe và đi làm. Tất cả chúng ta đều là những chiến binh. Đi lên cùng với tinh thần bất diệt. Bắt chung là một nhà. Wait, what? What? I say war, we are. So we think the bad quad and I say war, we are. Chưa bao giờ để bất chất and I say war, we are. Tạo nên những sự khác biệt. Đừng yên ngại khi chiến tranh khắc nghiệt. Vì chúng ta là chiến binh của rap Việt. And I say war, we are. So we think the bad quad and I say war, we are. Chưa bao giờ để bất chất and I say war, we are. Tạo nên những sự khác biệt. Đừng yên ngại khi chiến tranh khắc nghiệt. Vì chúng ta là chiến binh của rap Việt. Yeah! Oh!